Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lữ Việt Kiều Đài Loan phỉ báng quê hương, bật khóc mong được tha thứ khiến cộng đồng mạng bức xúc gấp đôi. Cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip nữ Việt Kiều Đài Loan xin lỗi người dân Việt Nam trên toàn thế giới. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam đã vô cùng bức xúc với dòng trạng thái chê bai, phỉ báng người Việt Nam của một phụ nữ Việt Kiều hiện đang làm việc và sinh sống tại Đài Loan. Ngay sau khi dòng trạng thái xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã vô cùng bức xúc và ném đá sự ngạo mạn vô ơn đối với đất nước của người phụ nữ này. Đáp trả lại làn sóng dư luận, người phụ nữ này không ngại thách thức, đăng hàng loạt clip livestream chửi người Việt bằng những lời lẽ vô cùng thô tục. Bài viết từng gây sóng gió của nữ Việt Kiều Đài Loan. Trước những làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video được cho là mới quay trong vài ngày gần đây. Trong đoạn video này, nữ Việt Kiều đã bật khóc và xin cộng đồng mạng Việt tha thứ cho cô. Mở đầu đoạn video, nữ Việt Kiều muốn gửi đến video này đến toàn thể đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Em biết em sai rồi, bây giờ em thành tâm xin lỗi. Bây giờ mấy anh mấy chị chửi gì em cũng được, em sai thế nào thì mấy anh chị cứ chửi, em giải thích thì mấy anh chị nói em như thế nào cứ nói. Giờ clip của em không lên được nữa, bị chặn và phá hết mấy clip rồi. Em chân thành xin lỗi đồng bào. Lý giải về hành động của mình, người phụ nữ trên cho biết hiện tại Việt Nam rất ghét người nước ngoài về là bị cách ly nên cô mới đăng status bức xúc như trên. Trước đó, người phụ nữ này khiến nhiều người bất ngờ khi dân mạng truy lùng được nghề nghiệp thực sự của nữ Việt Kiều tại nước ngoài. Chị chỉ là người làm phụ hồ, phụ công trình ở Đài Loan. Còn về nước thì đeo vào cả ký vàng như thể doanh nhân thứ thiệt. Hình ảnh của người phụ nữ này được cư dân mạng truy lùng ra và đăng tải trên mạng xã hội với thông tin bà ta chỉ là phụ hồ khiến nhiều người khá bất ngờ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.